nó đang ngủ ở trong máy, bạn nó rất là khó chịu luôn. Không mà em như gió thở, em như xe quay luôn anh em ạ. Hello, xin chào các bạn, chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip mà rất là nhiều anh em yêu cầu mình xử lý. Đấy thì là hôm nay mình sẽ làm tiếp tục trên X-Side 150 các bạn nhá. Thì là anh em biết đến X-Side 150 là tiếng nồi nó kêu rất là lớn rồi các bạn ạ. Nó kêu khọc 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 rất là lớn mà nhiều anh em rất là bức xúc với cái khoản này. Đấy thì là đấy là một cái nói chung là một cái điểm yếu nhất của X-Side 150. Đấy là vì nó kêu ở đâu, kêu ở cái giọng nồi các bạn nhá. Đấy thì đây trên tay mình đây là một cái nồi. Trên tay mình đây là một cái bát côn, đấy tên của cái sản phẩm là bát côn. Đấy, đây là một bộ nồi côn zin chính hãng của X-Side 150 các bạn nhá. Đấy thì nếu như nhiều khi anh em dùng lâu ngày ấy, đi lâu ngày ấy thì là khi mình đi lâu ngày là cái cao su ở trong cái nồi côn này này, cái cao su trong nồi côn này nó sẽ bị giãn nở ra thì nó sẽ gây ra cái tiếng kêu rất là khó chịu cho anh em. Đấy, đây là một cái nồi côn mới đét các bạn nhá. Đấy thì nếu như mà những chiếc xe nào mà nó kêu quá kinh khủng quá ác luôn ấy thì các bạn thay cái nồi côn mới này vào, thay một cái nồi côn cái chuông heo đấy, Sài Gòn hay gọi là chuông heo ấy. Đấy thì thay một cái này vào, đấy nó mới đét như thế này. Đấy nhưng mà anh em chỉ sử dụng một thời gian thôi, khoảng tầm nửa năm hoặc là một năm thôi, bắt đầu là nó lại quay trở lại với lại cái tiếng đấy, vì ở trong những cái con đinh tán bên trong này nó có những cái cao su. Đấy, có những cái cao su thì nó sẽ dẫn đến sau khi mình dùng nhiệt độ quá nóng thì cái cao su nó sẽ giãn nở ra. Đấy thì nó sẽ gây ra cái tiếng kêu rất là khó chịu cho anh em luôn. Đấy thì là nhiều anh em cũng mang ra hãng họ xử lý, họ thay bằng cái chuông heo mới này, bằng cái bát côn mới này thì nó sẽ chỉ được một thời gian thôi, nó không hết kêu hoàn toàn được. Đấy thì là nó lý do là do cái con cao su đấy nó bị giãn nở các bạn nha, thì nó sẽ gây ra cái sóng dao động rất là lớn. Thì tí nữa mình sẽ làm mình nói cho anh em một cái khoản dao động luôn. Đây cái này mới thì nó sẽ không bị dơ này các bạn nhá, nhưng sau khoảng tầm các bạn sử dụng nửa năm hoặc là một năm đi thì tiếng kêu nó sẽ càng ngày càng lớn lên và nó gây rất là nhiều điều khó chịu luôn. Đấy thì là với X-Side 150. Đấy thì là hôm nay mình đã nói chung là đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Đấy thì đây mình sẽ cho anh em thấy một cái hiệu quả sau khi các bạn lắp cái bát côn của bên mình vào, để đảm bảo cho các bạn đi 10 năm sau cũng không bao giờ bị ảnh hưởng lại nữa các bạn nha. Mình khẳng định luôn các bạn là nó sẽ êm trọn đời luôn. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy không, cái triết lý của lần này làm ấy là nó sẽ dựa theo trên cái sản phẩm của con Suzuki. Thì những cái bát côn của Suzuki là họ sử dụng một lò xo, thì hôm nay mình đã làm ra cũng có thay cao su ở bên trong này, nhưng mà sẽ làm thêm ba con lò xo này nữa các bạn nhé, ba thêm con lò xo này. Đấy, đây là cái bát côn này mà họ tháo ra rồi, anh em thay tháo ra rồi. Đấy thì ngày xưa mình cũng có khắc phục cái tiếng giọng nồi của cái X-Side 150 này, nhưng mà chỉ là thay bằng cao su thôi, thay bằng cái cao su con FZ mà thôi, thì nó cũng đỡ, nó cũng êm rất là nhiều, nhưng mà dùng được gần 2 năm ấy thì cái tiếng kêu nó vẫn gặp lại. Nhưng mà với cái trường hợp này mình xử lý này cho các bạn là coi như là triệt để luôn. Đấy thì anh em ba chắc chắn luôn, thì anh em có thể nhìn thấy đây là một cái bát chuông heo, cái bát côn cũ các bạn nha. Đây là cũ nha, còn mới đây này các bạn này, mới zin chính hãng là nó chỉ như này thôi. Đấy, cũ các bạn nhìn thấy không, đây là một cái sự khác biệt cải tiến rất là lớn luôn anh em. Đấy thì là bây giờ mình sẽ ra cho các bạn, mình hôm nay mình sẽ lắp lên con X-Side của thằng đệ mình. Đấy, nó đang thì nó đã đỡ hạ phuộc rồi, thì anh em đợi cái bản đồ. Đấy thì hơi lâu vì chắc chắn là và cái bản đồ và con X-Side mà mình đi mua 27 triệu đấy, con đấy thì nồi côn nó dã man rồi, nó kêu khịch luôn. Thì anh em xem clip rồi anh em biết rồi. Bây giờ mình sẽ ra cho các bạn nghe thử cái clip, nghe thử cái con nồi côn chưa được khắc phục nó kêu to nó như nào nhá, như một cái máy cày thôi anh em ạ. Đấy, xong khi tí nữa mình sẽ lắp hoàn thiện cái bộ này vào. Đấy, xong vào cho anh em nghe thử một lần nữa xem nó êm và nó khác biệt như nào các bạn nhé. Tớ bắt đầu sẽ nổ cái tiếng xe này lên cho anh em nghe thử cái tiếng giọng nồi nó rất là khó chịu anh em nhá. Rồi mình sẽ nổ thử lên cho anh em xem, anh em gì nếu thực ra là cái video này anh em xem trực tiếp, anh em qua quán mình ấy, qua show mình ấy, thì anh em nghe tai trực tiếp ấy nó sẽ tốt hơn, vì nhiều khi cái âm thanh nó thu qua điện thoại nó sẽ không được ok lắm các bạn nhá. Nhưng mà mình vẫn phải cho anh em xem cái sự khác biệt của trước khi làm và sau khi làm nó như nào nhá. Rồi mình sẽ nổ cái máy lên xem anh em nghe tiếng nó rất là khó chịu, bức xúc luôn. Để làm lại côn và cho anh em xem cái sản phẩm nó ok như nào các bạn nhé.
đây là cái sản phẩm đây. Đấy thì là sau khi các bạn sử dụng lâu dài thì cái lò xo này sẽ không bao giờ bị nung nóng mà không bao giờ bị giãn được ra như cao su bình thường các bạn ạ. Đấy thì giờ các bạn yên tâm nhá. Dầu top 1 anh em hay hỏi. Cái dầu top 1 này thì chạy rất là ok và giá rất là hợp lý các bạn nhé.
lưu ý một chỗ điểm này nhá. Đấy, sau khi mình lắp xong phần lá côn và bạn bắn xong bốn cái con T10 này. Đấy thì là sau khi các bạn bắn xong thì các bạn để ý cho mình là những cái lò xo nào mà nó bị vênh ấy thì anh em nắn lại cho nó cân giữa tâm của cái long len này nha các bạn nha. Thì là lý do nếu mà các bạn mà bắn nó sẽ để nó cái lò xo lồi lên quá thì là lúc côn ly hợp lên thì nó sẽ không được đều nhau, nó không bung ra đều nhau các bạn nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ ép lại cho những cái mà nó bị đây chẳng hạn nó lồi lên như này nè. Đấy thì các bạn nắn, các bạn đây nó bị lồi ra một mép này. Đấy các bạn nắn cho nó cân vào. Đấy. Nó sẽ tí sẽ cái côn nó sẽ bung được đều hơn. Nha, đấy thì là cái phần này anh em nào máy yếu mà máy giật lên không được 60-70 thì anh em qua gặp tớ nha. Đấy thì cái hiện tượng nếu mà kêu này thì anh em gặp tớ sâu, còn các bác nào mà yếu côn hay là cháy lái là em qua tớ. Đấy thì anh em nhìn thấy điểm gì của chiếc xe độ khác biệt không? Đớ đố như gì khác biệt luôn đấy. Thì đây anh em có thể mới quay lùi đây. Đấy là chủ xe đây anh em nhá. Nó hạ phục cái này 2,5 các bạn nha. 2,5 và mình đã làm cho con lò xo nó khỏe lên rồi thì mới hạ được phục các bạn nha. Đấy thì cái phần bản độ của con xe này thì anh em chuẩn bị đón xem vào đầu năm tới. Thì clip thì chắc chắn là từ giờ cuối năm thì rất là ít thời gian để làm đâu. Nhưng mà anh em sẽ đợi chiếc xe review nhá. Ôi, ngoài lề không nói nữa thì anh em chuẩn bị tập trung cái phần cuối, phần kết là xem cái tiếng của nó có hết không nhá. Đấy thì côn thì mình đã căn chỉnh xong. Đấy, căn chỉnh xong các bạn nhá. Đấy, căn chỉnh xong này rồi. Đã ly đẹp rồi. Giờ thì mình sẽ vào đổ dầu và nổ máy lên cho anh em nghe thử. Xong rồi anh em nhé. Đấy thì là sau khoảng tầm 25 phút. Đấy 25 phút thì mình đã tháo lắp và hoàn thiện hết. Đấy thì nếu như bình thường thì chỉ mất 25 phút rồi, còn như hôm nay làm clip thì nó phải mất khoảng tầm gần tiếng anh em ạ. Đấy thì vừa làm vừa nói còn phải chỉ cho anh em nữa thì là nó dở đâu hay nó như nào. Đấy thì là như lúc đầu mình nói là do cái này này, sau khi các bạn sử dụng lâu ngày thì cao su nó sẽ bị nở ra, thì nó sẽ bị rỗng cái chân, thì nó sẽ sinh ra cái độ dơ này, cái sóng dơ quá nhiều này. Đấy thì là nó sẽ tạo ra cái tiếng giọng lồi quá kêu quá to nhá. Thì trong này mình đã lắp xong, đấy đã hoàn thiện, đã đẹp và đã trả lại cho cái chiếc xe 27 triệu và đã hạ phuộc này. Đấy, lên kiểu đờ răng ấy thì đã nghe ngon, nghe êm lắm rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ test thử cho anh em nghe thử nhá. Đây đấy, anh em nghe nè, êm chưa, êm ru chưa, không phải cạch chứ. Đấy, êm như gió thở, êm như xe quay luôn anh em ạ. Êm luôn nhá. Giờ tớ sẽ bịt cái bô vào, bịt cái bô vào cho anh em nghe thử nhá. Đấy các bạn nghe không? Êm ru luôn. Không còn nghe một cái tiếng gì nữa luôn. Đấy, êm ru luôn các bạn nhá. Êm như gió thở luôn. Đấy. Ra đây này. Bịt bô vào này. Anh em nghe đâu? Nếu như anh em mà nghe thấy trực tiếp ở ngoài ấy, nếu mà không phải quay camera thì nghe ở ngoài bao phê luôn anh em ạ. Quá phê luôn. Giờ tớ sẽ sang con này. Sang con hơn 20 triệu của anh chàng phụ hồ các bạn nhá. Thì chiếc xe này còn rất là mới luôn. Mình sẽ tắt chìa khóa này đã. Chiếc xe này còn rất là mới luôn, anh em có thể nhìn vào cái cam, có thể quay vào đây là có mới đi được có 7.426 cây, 7.400 nhá, nó rất là mới luôn, coi như nó còn mới luôn. Mình sẽ bật thử xem cái chiếc xe này chưa khắc phục cái giọng ngồi các bạn nhá. Mình sẽ đề nổ lên. Chưa? Đấy, đấy là cái tiếng giọng ngồi này, đấy, bản chất của xe là kém đuối, yếu đuối nhất ở cái khoản này đấy các bạn ạ. Đấy, yếu đuối nhất, đấy thì mình sẽ bị vô vào này. Đấy, bỏ vô đây, cái vô nghe nó to hơn. Đấy, nó cạch, nghe rất là quay luôn anh em. Đấy thì cái phần khắc phục cái tiếng giọng ngồi này thì bao là bao chất luôn cho anh em rồi. Ok anh em nhá. Đấy thì là cái phần cái tiếng giọng ngồi này, khi các bạn khắc phục cái như này của bên mình ấy sẽ không bao giờ bị kêu lại nữa nha các bạn nha. Thì nếu như trước kia các anh em hay thay bằng những cái cao su nồi của những xe khác, xe FZ vào ấy, thì nó sẽ đỡ được tiếng kêu, nhưng mà nó chỉ được một thời gian sau thôi nó lại bị lại cái tình trạng này. Nhưng mà với khi cái cách khắc phục này toàn diện nhất của mình là mình theo cái kiểu mà hướng của Suzuki ấy, người ta dùng bằng lò xo đấy, thì nó sẽ toàn diện hơn, không bao giờ còn bị lại tiếng giọng nồi nữa các bạn nhá.
Ok, clip này mình đã hướng dẫn các bạn lắp cái bộ khắc phục lỗi dạng ngồi chỗ X-Size 150 hoàn thiện các bạn nha. Thì anh em có thể nghe thấy. Nếu mà các bạn nào mà muốn chi tiết hơn ấy thì các bạn sẽ qua cửa hàng mình để nghe, thì cảm giác nó rất là quê luôn anh em ạ. Nó sẽ không bao giờ còn nghe cái tiếng mà nó cạch cạch to nữa. Đấy, thì bây giờ nó đã êm ru rồi, nói chung là chuẩn rồi. Thì anh em nếu cần cần những chi tiết sản phẩm này ấy, thì bên mình sẽ nhập cái nồi côn mới về, mình sẽ khắc phục xong và là gửi lại cho anh em nhá. Còn đây là những cái nồi côn mà bên mình làm cho thợ cho khách mà nó bị cũ mà nó kêu giọng ấy, thì họ muốn làm lại cho nó ngon nghẻ và giá sẽ hợp lý hơn, thì anh em gửi cho mình cái nồi côn cũ này. Đấy, sau khi mình sẽ làm lại để cho anh em gửi lại cho anh em, để anh em dùng bao êm ái luôn. Nếu mà anh em mà mua cái bộ sản phẩm này của mình tốt, anh em nhớ phản hồi lại cho mình nhá. Ok, clip mình xin dừng đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.